Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 10 cách ăn uống để sống yên vui. Ăn uống đúng tạo ra cơ thể, tạo ra sức khỏe là nền tảng quan trọng của cuộc sống. Trái lại, ăn uống sai sẽ làm hủy hoại cơ thể, sức khỏe kém và khả năng sáng tạo bị thua chuột. Ăn uống không những ảnh hưởng trực tiếp đến từng cá nhân hiện tại mà còn gây ảnh hưởng đến thế hệ con cháu. Cha mẹ mạnh khỏe thì mới sinh con mạnh khỏe và thông minh. Cha mẹ bệnh tật thường sinh con không khỏe mạnh và thông minh như ý muốn. Dù là già hay trẻ, dù nam hay nữ, chúng ta phải dành thời gian để nghiên cứu ăn uống nhằm tạo dựng cuộc sống hạnh phúc. Tiên sinh Osawa đã có nhiều công trình nghiên cứu về ăn uống và dưới đây là phần trích dịch trong quyển Gen Macrobiotics của tiên sinh. Có 10 cách ăn uống để tạo dựng sức khỏe và hạnh phúc. Mục đích là duy trì quân bình âm dương theo vũ trụ học, sinh vật học và sinh lý học của phương Đông. Dù chưa hiểu lý thuyết, cũng có thể chọn một trong 10 cách ăn giúp khỏe mạnh rồi hướng đến hạnh phúc sau này bằng cách tuân theo những hướng dẫn sau đây một cách nghiêm ngặt. Bạn không muốn ăn thịt cá nữa thì thay thế thịt cá bằng trái cây và rau sống. Từ cách ăn số 2 xuống số 3, nếu thấy sức khỏe không cải thiện như ý muốn, bạn nên áp dụng cách ăn cao hơn. Cao nhất, cách ăn số 7 là dễ nhất, đơn giản nhất và khôn ngoan nhất. Cách ăn càng thấp càng khó thực hiện. Thử áp dụng cách ăn dễ nhất và đơn giản nhất trong 10 ngày, hãy tuân theo những hướng dẫn sau. Thứ nhất là không sử dụng thức ăn nước uống công nghiệp như đường, nước ngọt, thức ăn nhuộm màu, trứng không trống, thức ăn đóng chai hoặc đóng lon chứa chất bảo quản. Thứ hai, nấu ăn thực dưỡng cần đầu bếp sáng tạo và hiểu nghệ thuật cân bằng âm dương, xem thêm ở phần cuối. Dân bếp thực dưỡng chỉ sử dụng nguyên liệu tự nhiên như gạo lứt hoặc củ cốc lứt, rau củ thiên nhiên, muối biển, nước tương chế biến thiên nhiên theo cổ truyền. Đồ dùng để nấu tốt nhất là bằng đất rồi đến thủy tinh, gan inox. Xem thêm quyển Zen Cookery, nghệ thuật nấu ăn thực dưỡng. 3. Để sức khỏe và hạnh phúc ngày càng được tăng dần theo sự hiểu biết vô song nguyên lý, triết lý âm dương, hãy áp dụng cách ăn thấp hơn, từ từ và cẩn thận. Cũng có thể áp dụng cách ăn cao hơn số 3 lâu dài mà không sợ nguy hại. Nếu không cải thiện được sức khỏe, thử áp dụng cách ăn số 7 vài tuần, thậm chí vài tháng. Thỉnh thoảng sử dụng 7 điều kiện sức khỏe để tự kiểm tra sức khỏe và hạnh phúc của mình. 4. Không ăn trái cây và rau củ trồng trái tự nhiên và sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc hóa học. 5. Không sử dụng thức ăn từ xa chuyển đến có sử dụng chất bảo quản có hại cho sức khỏe. 6. Không sử dụng rau củ trái mùa, lai tạo, biến đổi gen. 7. Tuyệt đối tránh sử dụng rau củ thịnh âm như khoai tây, cà chua và cà tím. 8. Không sử dụng gia vị hoặc nước tương có hóa chất kể cả nước tương và miso thương phẩm của Nhật. Chỉ sử dụng muối biển tự nhiên, nước tương thực dưỡng tamari. 9. Cấm uống cà phê, không uống trà tẩm hóa chất gây ung thư, các loại trà hương phẩm đều qua tẩm ướp, nên sử dụng lá trà già tự nhiên không tẩm ướp hóa chất. 10. Tránh sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt gà, heo, bò, bơ, phô mai, sữa được sản xuất và xử lý bằng hóa chất. Thỉnh thoảng có thể sử dụng thịt chim hoang dã, cá và mực tươi không ướp hóa chất. 11. Sử dụng rất ít những thức ăn lên men. 12. Không sử dụng bánh nướng có chứa baking soda. Soda làm nở phồng thành phần của bột vì thế nó quá âm. Nhai. Ngài Gandhi nói rằng, bạn phải nhai thức uống và uống thức ăn. Miếng ăn trở nên ngon hơn khi nhai kỹ, bạn không bao giờ từ bỏ thức ăn tốt và cần thiết cho cơ thể. Nhai một miếng ăn tối thiểu 50 lần, nếu muốn thấy kết quả của phương pháp thực dưỡng càng nhanh thì nhai càng nhiều. Nhai 100 hoặc 150 lần cho một miếng ăn. Thử nhai nhiều một miếng thịt bò bít tết, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy không còn mùi vị gì cả. Uống ít xem ra khó thực hiện hơn nhiều so với ăn ít và ăn đơn giản. Uống ít trước là cần thiết, nước là thành phần quan trọng chiếm 75% trọng lượng cơ thể. Cơm chứa 60-70% nước rồi, rau củ chứa 80-90% nước. Như vậy chúng ta đã đưa vào miệng rất nhiều nước, yếu tố âm, trường nở. Để đẩy nhanh hiệu quả chữa bệnh bằng thực dưỡng, tốt hơn phải uống ít nước. Sao cho trong vòng 24 giờ, người nữ đi tiểu 2 lần và người nam đi tiểu 3 lần. Uống càng nhiều càng tốt là một tuyên bố thiếu suy xét và người tuyên bố không hiểu gì về cơ chế kỳ diệu của thận trong việc lọc chất thải. Người ta sai lầm khi xem hệ thống lọc của thận giống như hệ thống cống rãnh. Nhiều nước sẽ dội rửa được hệ thống ống gan thép. Tuy nhiên, hệ thống thận không phải là một hệ thống ống gan thép. Thận chứa một loại mô dẻo và xốp không những thực hiện chức năng lọc mà còn thực hiện chức năng điều phối và tái hấp thu. Khi uống nước nhiều, các mô bán thẩm thấu của thận trương phồng như bọt biển thấm nước chèn ép các lỗ lọc li ti, làm cho nước không qua được hoặc qua ít. Các mô này bao quanh các lỗ lọc li ti, hậu quả là hai quả thận bị tắc nghẽn ứ nước. Kết quả là hoàn toàn ngược lại những gì mà lý thuyết uống càng nhiều càng tốt tuyên bố. Hãy cứu hai quả thận khỏi suy yếu và khỏi làm việc quá mức, hãy uống ít. Nấu ăn thực dưỡng. Để có những món ăn ngon lành, người đầu bếp thực dưỡng cần sáng tạo và biết nghệ thuật quân bình âm dương. Thật là không may khi nền giáo dục hiện đại không quan tâm đến khả năng sáng tạo, do đó khó mà tìm được một người đầu bếp tốt thậm chí ở phương Đông.
Còn sống là còn sáng tạo, không sáng tạo không thể gọi là sống. Quá trình cơ thể tạo ra máu từ thức ăn thức uống hàng ngày là quá trình sáng tạo. Máu được tạo ra và thúc đẩy tất cả các hoạt động của chúng ta, kể cả khả năng thích ứng của chúng ta cũng là kết quả của sức sáng tạo. Cuộc sống là biểu hiện của năng lực sáng tạo và hoàn toàn phụ thuộc vào sự phối hợp, khả năng định lượng, cách nấu nướng và sự vận hành các yếu tố âm dương trong ăn uống hàng ngày. Ban đầu còn xa lạ với cách nấu ăn theo thực dưỡng. Chắc chắn, các món ăn nấu ra không được ngon, không sao cả. Như vậy, bạn sẽ ăn ít có lợi cho bao tử và ruột mệt nhọc của bạn vì được nghỉ ngơi, đáng khen. Còn nữa, những bữa ăn ban đầu do bạn chuẩn bị có thể chưa quân bình âm dương. Đừng lo, qua thời gian ứng dụng và học hỏi lý thuyết thực dưỡng, trí phán đoán của bạn sẽ phát triển nhanh chóng. Và sớm muộn gì thì bạn cũng trở thành chuyên gia trong nghệ thuật cân bằng âm dương trong nấu ăn, một nghệ thuật thiết yếu nhất của cuộc sống. Thức ăn tốt. Hạt cốc lứt còn nguyên cám gồm gạo lứt, kiều mạch hay còn gọi là tam giác mạch, lúa mì, bắp, lúa mạch, hạt kê, có thể nấu cơm, cháo, làm kem, nấu lấy nước, rang, nước, ăn bao nhiêu cũng được miễn là nhai thật kỹ. Rau củ gồm bất kỳ loại nào có ở địa phương và trồng tự nhiên đúng mùa trừ khoai tây, cà chua và cà tím. Những rau củ nên ăn gồm cà rốt, củ hành, bí đỏ, củ cải, bắp cải, súp lơ, rau diếp và rau hoang dã như bồ công anh, rau dền, rau má, xà lách son. Ha ha ha, 问什么的说。